Chiều 22 tháng 8, thì vòng chung kết cuộc thi Visas Everywhere Initiative đã diễn ra với sự tranh tài sôi nổi của 9 startup khởi nghiệp tiềm năng xuất sắc nhất. Đây là những doanh nghiệp tiêu biểu cho sự phát triển đa dạng trong các lĩnh vực kinh doanh tại thị trường Việt Nam, từ dịch vụ tuyển dụng đến thương mại điện tử và dịch vụ giao đồ ăn. Visas Everywhere Initiative là sáng kiến toàn cầu dành cho các công ty startup nhằm giải quyết các vấn đề của ngành thanh toán và thương mại, hoàn thiện ý tưởng sản phẩm và đề xuất giải pháp tương lai cho mạng lưới đối tác rộng khắp của Visa. Cuộc thi đã có mặt tại 40 quốc gia và năm nay là lần đầu chương trình được tổ chức tại Việt Nam. Tại vòng chung kết, 9 đội thi Fintech Công nghệ Tài chính đã trải qua phần thuyết trình đề xuất các giải pháp cho một trong 3 thách thức bao gồm làm thế nào để tận dụng các nền tảng social media và mang đến cho đối tượng millennial trải nghiệm tài chính ngân hàng liền mạch không đứt quãng. Làm thế nào để mang đến cho khách hàng một phương thức thanh toán số Pay on Delivery đáp ứng được nhu cầu vượt trội cả tiền mặt. Và làm thế nào để mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán điện tử, tăng cường giá trị lợi ích cho đơn vị bán hàng. Những đề xuất từ các đội thi và phản biện hấp dẫn của họ đã giúp giải quyết các vấn đề trong nền thanh toán hiện đại nhằm mang đến các dịch vụ thanh toán tối ưu cho người tiêu dùng, khách hàng. Việt Nam được cộng đồng quốc tế biết đến là một trong những cái nôi nuôi dưỡng khởi nghiệp. Tốc độ phát triển nhanh chóng đã thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp tại Việt Nam trong những năm gần đây. Kết hợp với sự bùng nổ của công nghệ, Việt Nam chính là môi trường lý tưởng để các công ty khởi nghiệp phát triển. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, Visa tin tưởng cuộc thi Visas Everywhere Initiative tại Việt Nam chính là cơ hội để chúng ta khởi nguồn những giải pháp đột phá nhằm giải quyết những thách thức của nền kinh tế. Chung cuộc, đội IQ với giải pháp thanh toán bằng công nghệ nhận diện mắt người đã thuyết phục hội đồng giám khảo để trở thành đội quán quân cuộc thi Visas Everywhere Initiative mùa đầu tiên diễn ra tại Việt Nam. Đội quán quân đã được trao giải thưởng 500 triệu đồng. Giải pháp IQ đang được các doanh nghiệp lớn của Việt Nam sử dụng và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao giải thưởng khán giả bình chọn cho đội Trip với phần thưởng 100 triệu đồng và 100 triệu đồng cho dự án Trip Việt dành cho đội thi có giải pháp tài chính toàn diện nhất.